viết sách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/gạch chéo viết sách official store. Các em thân mến, hai tiếng quê hương nghe thật bình dị, thân thương, từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều tâm hồn thi nhân. Trong phong trào thơ mới, chúng ta đã bắt gặp nỗi nhớ quê hương được thể hiện với nhiều cung bậc, sắc thái cảm xúc khác nhau. Chúng ta được cảm nhận hình ảnh quê hương mang vẻ đau thương trong thơ Chế Lan Viên hay sắc thái não nùng trong thơ của Lưu Trọng Lư. Tiếp đến là cảm xúc da diết, sâu lắng trong thơ Nguyễn Bính khi viết về quê hương. Dù chúng ta không thể không nhắc tới trạng thái nồng nàn viết về quê hương trong thơ của anh thơ và còn một sắc thái nữa đó là sắc thái tươi vui khi nhắc về quê hương trong thơ của đoàn văn cử mỗi người một vẻ chung quỳ lại đều là những cảm nhận chân thành được khơi gợi từ tình yêu tha thiết dành cho quê hương tế hanh cũng góp một giọng điệu rất riêng khi viết về quê hương trong bài học mở đầu của chương trình ngữ văn chín cô và các em sẽ cùng hòa mình vào dòng cảm xúc dạt dào với nhà thơ tế hanh qua bài thơ quê hương Cô hy vọng rằng, thông qua việc tìm hiểu bài thơ, chúng ta sẽ lý giải được vì sao trong dòng chảy ảo ạt của phong trào thơ mới, người ta vẫn thấy xúc động bồi hồi với tiếng thơ bình dị của Tế Hanh. Cô mời chúng ta cùng theo dõi cấu trúc của bạc ngày hôm nay. Bạc của chúng ta sẽ gồm có tất cả là 5 phần. Phần 1 là phần khởi động. Phần 2 đó là đọc và tìm hiểu chung về văn bản. Chuyển sang phần 3 Chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm một số nội dung liên quan đến văn bản thơ. Và sau khi chúng ta đã nắm được nội dung cơ bản xong thì chúng ta sẽ đến với phần 4 lớn là tổng kết, nhắc lại đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Và để củng cố kiến thức liên quan đến bài học thì chúng ta sẽ đến với phần 5 lớn củng cố mở rộng. Trước tiên cô mời tất cả chúng ta cùng đến với phần 1 lớn khởi động. Các em hãy dành ít phút để suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi trong phần khởi động này như sau. Hình ảnh sâu đậm nhất về quê hương trong em là gì? Chúng ta ai cũng có những ấn tượng riêng về quê hương của mình đúng không nào? Quê hương là nơi chúng ta được sinh ra và gắn bó trong suốt quá trình ấu thơ rồi đến khi trưởng thành. Có vô vàn những kỷ niệm thân thương được lưu giữ cùng với người thân, cùng với những người bạn của chúng ta tại quê hương ấy. Và cô tin chắc rằng dù chúng ta có đặt chân tới bất kỳ một nơi nào khác thì hình ảnh quê hương vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cũng như trong tâm trí của chúng ta. Nghĩ về quê hương, các em có thể nhớ về hình ảnh thiên nhiên, tươi đẹp hoặc có thể là hình ảnh về những con người, nhân hậu, dân chất. Chúng ta hãy cố gắng nhớ lại và lựa chọn hình ảnh mà chúng ta cảm thấy ấn tượng nhất về quê hương. Và chúng ta hãy nhớ là chúng ta cùng nhau chia sẻ với cô và các bạn để có thể giúp cho mọi người hiểu được rằng quê hương của chúng ta tươi đẹp như thế nào nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng chuyển sang phần 2 lớn, đọc và tìm hiểu chung về văn bản. Trước tiên là phần 1, đọc văn bản. Chúng ta hãy quan sát lại văn bản thơ cho cô. Với văn bản thơ quê hương thì chúng ta cần đọc với giọng hào hứng, tha thiết, và các em cần thể hiện được tình yêu quê hương sâu sắc của nhân vật trữ tình. Các em có thể chia ra cách đọc cụ thể như sau, hai câu đầu thì chúng ta đọc với một giọng điệu nhẹ nhàng, 14 câu tiếp, chúng ta có thể lựa chọn cho cô một giọng đọc đó là mạnh mẽ, hào sảng, nhịp thơ thì nhanh hơn. Và bốn câu cuối là chúng ta sẽ chú ý cách đọc ở đây đó là cần đọc với một cái giọng trầm lắng hơn, có phần suy tư, chiêm nghiệm của tác giả trong đó nhịp điệu của bài thơ thì cần phải linh hoạt. Đó là một số yêu cầu chúng ta cần nhớ để có thể đọc chính xác và giúp cho người nghe có thể hiểu được mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình. Các em hãy cùng tiến hành mở sách giáo khoa trang 13 để chúng ta có thể cùng cô đi đọc văn bản thơ quê hương của tác giả Tế Hanh. Làng tôi ở, vốn làm nghề chài lưới. Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông, khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá chiếc thuyền nhẹ băng như con tốn mã phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang cánh buồm dương to như mảnh hồn làng dướn thân trắng bao la thâu góc gió ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ khắp dân làng tấp nập đón ghe về nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe những con cá tươi ngon thân bạc trắng dân trải lưới, làn da ngâm rám nắng. Cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Nay xa cách, lòng tôi luôn tưởng nhớ, màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi. Thoáng con thuyền dễ sóng chạy ra khơi. Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá, Bài thơ được in trong cuốn Thi nhân Việt Nam năm 1932 đến 1941 của nhóm tác giả Hoài Thanh, Hoài Trân, nhà xuất bản Văn Học năm 1988. Sau khi đọc xong bài thơ, thì các em hãy chú ý cho cô. Chúng ta cần phải đọc những từ khó ở bên dưới mà sách giáo khoa đã chú thích để các em có thể hiểu được chính xác nghĩa của những từ đó. Ví dụ như những từ như là trai tráng là để dùng chỉ những chàng trai khỏe mạnh những chàng trai còn ở độ tuổi còn rất là trẻ. Rồi từ tuấn mã ở đây thì chúng ta cần hiểu đó là nói về con ngựa đẹp, khỏe mạnh và phi rất là nhanh. Và trong bài thơ này thì tác giả có sử dụng một vật dụng đó là thuyền nhưng lại dùng từ ngữ địa phương đó là từ ghe để diễn tả cùng một ý. Như vậy là một số từ khó này chúng ta sẽ cần phải đọc kỹ và các em cũng cố gắng lưu ý cho cô kỹ năng đọc là chúng ta cần dừng lại ở một số câu hỏi trong phần hộp chỉ dẫn để các em có thể suy ngẫm trả lời ngay khi mà chúng ta nhìn thấy hộp chỉ dẫn ở bên phải. Và sau khi đọc văn bản xong, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 2 nhỏ, đó là tìm hiểu chung một số thông tin về tác giả, tác phẩm. Trước nhất là thông tin về tác giả ở mục A. Tế Hanh, sinh năm 1921, mất năm 2009, tên thật là trần tế hanh quê của ông ở quảng ngãi phong cách thơ của tế hanh chúng ta có thể đánh giá một cách ngắn gọn đó là một phong cách giản dị tự nhiên giàu hình ảnh hà minh đức một giáo sư văn học nổi tiếng đã đánh giá tế hanh là nhà thơ của quê hương của nỗi niềm xa xứ phải chăng ông là một người rời xa quê hương và ông luôn luôn ghi nhớ ra diết những kỷ niệm gắn bó với con người và cảnh vật của quê hương. Cho nên chúng ta sẽ thấy một mạch cảm xúc rất chân thành, tự nhiên được thể hiện trong thơ của ông khi viết về đề tài này. Hoài Thanh cũng nhận định về Tế Hanh. Tế Hanh là người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi lại được đôi nét cảnh sắc thần tình về cảnh sinh hoạt trốn quê hương. Chúng ta cùng tìm hiểu cho cô về sự nghiệp sáng tác của ông như sau. Năm 1944, ông có tập Hoa Niên, Năm 1958 thì ông tiếp tục xuất bản tập gửi miền Bắc. Và không chỉ dừng lại ở đó, đến năm 1960, ông tiếp tục cho ra đời tập tiếng sóng. Và một tập nữa cũng rất nổi tiếng của ông đó là tập Hai nửa yêu thương xuất bản năm 1963. Tiếp theo chúng ta cùng cô chuyển sang phần B, thông tin về tác phẩm. Trước hết là thông tin về xuất xứ văn bản thơ quê hương được viết khi tác giả đang học ở trường quốc học Huế. Và đó là thời điểm mà tác giả phải xa quê hương. Với một khoảng cách địa lý khá xa xôi, cách trở, thì việc tác giả truyền tải cảm xúc chân thành của mình, nỗi nhớ ra diết sâu lắng về quê hương là điều rất là dễ hiểu. Bài thơ được in lần đầu trong tập Ngẹn Ngào năm 1939. Về sau thì có được in lại trong tập thơ Hoa Niên năm 1944. Bài thơ là một tác phẩm thành công nằm trong nguồn cảm hứng về quê hương đất nước của Tế Hanh. Quê hương là nguồn cảm hứng suốt đời của nhà thơ. Tế Hanh còn có rất nhiều những bài thơ viết về quê hương như Mặt quê hương, nhớ con sông quê hương, vân vân. Các em có thể tìm đọc thêm những tác phẩm viết về quê hương của ông để thấy được đặc trưng cho phong cách sáng tác khi viết về đề tài này. Về phương thức biểu đạt của bài thơ thì chúng ta sẽ chú ý cho cô bài thơ được viết với phương thức biểu đạt chính là biểu cảm bên cạnh đó còn kết hợp với phương thức miêu tả thể loại của bài thơ đó là thể thơ tám chữ chủ đề đó là viết về quê hương với thể loại thơ tám chữ thì chúng ta thấy là đây là sản phẩm sáng tạo đặc trưng của phong trào thơ mới và bài thơ thì đã được triển khai theo mạch cảm xúc đó là nỗi nhớ sự hồi tưởng về quê hương Về bố cục của bài thơ thì chúng ta có thể chia theo nhiều cách. Cách một là chúng ta chia theo khổ thơ, cách hai là chúng ta chia theo đoạn. Với phần nội dung của bài thơ như thế này thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta chia theo bố cục. Phần 1 chính là hai câu thơ đầu giới thiệu chung về quê hương. Phần 2, 14 câu tiếp hình ảnh con người của quê hương. Và phần 3, phần cuối cùng những câu thơ còn lại chúng ta sẽ tóm lược thành một nội dung đó là nỗi nhớ quê hương da diết sâu lắng và ở trong bài thơ này khi chúng ta đi phân tích thì cô sẽ định hướng cho chúng ta cách phân tích đó là theo bố cục hai phần chúng ta cùng chuyển sang phần ba lớn trải nghiệm cùng văn bản để có thể cùng cô tìm hiểu về quê hương của tế hanh Ở phần trải nghiệm cùng văn bản thì các em sẽ tìm hiểu hai nội dung. Một đó là hình ảnh quê hương trong tâm trí của tác giả. Nội dung thứ hai là nỗi nhớ quê hương của nhà thơ. Chúng ta sẽ chỉ ra nỗi nhớ quê hương ở đây được thể hiện ở những phương diện những khía cạnh nào. Trước tiên chúng ta hãy cùng quan sát cho cô nội dung số 1 là hình ảnh quê hương trong tâm trí của tác giả. Đầu tiên, cũng như ba bài thơ khác tác giả luôn có một phần giới thiệu về quê hương để cho người đọc có một cái nhìn ban đầu về quê hương nơi mà ông sinh ra và lớn lên. Chúng ta hãy cùng quan sát cho cô những câu thơ giới thiệu về quê hương. Làng tôi ở vốn làm nghề trải lưới, nước bao vây, cách biển nửa ngày sông. Đó là hai câu thơ đầu mang tính chất là giới thiệu. Chúng ta đã thấy rõ địa điểm mà tác giả ở, hay còn gọi là quê hương, đó là một nơi có vị trí được bao bọc bởi sông nước và công việc của những người dân ở đây đó chính là công việc làm nghề trài lưới. Và nếu như chúng ta có cơ hội được đọc những bài thơ khác viết về quê hương của Tế Hanh, các em sẽ thấy rất rõ trong thơ Tế Hanh mở đầu thường rất là dung dị. Ví dụ, những ngày nghỉ học tôi hay tới đón chiếc tàu đi đến những ga. Hoặc là trong một bài thơ khác thì ông viết, quê hương tôi có con sông xanh biếc, và đến bài thơ này thì chúng ta thấy cách mở đầu rất là gần gũi. Làng tôi ở vốn làm nghề trải lưới. Những cách mở đầu ấy đã báo hiệu một tiếng thơ mộc mạc đến hiền lành, chân chất mà tha thiết. Hai câu thơ mở đầu cho ta thấy quê hương thực sự là lời thủ thỉ tâm sự của một hoài niệm về nơi ta giờ đã xa. Chúng ta có thể thấy lời giới thiệu tự nhiên, mộc mạc, ngắn gọn nhưng đã nêu rõ được vị trí và nghề nghiệp truyền thống của làng. Đó cũng là bản lề để chúng ta có thêm hứng thú và cảm xúc để có thể tìm hiểu tiếp nội dung. Sang phần B là chúng ta cùng tìm hiểu về cảnh ra khơi đánh cá. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng. Không có gì ngạc nhiên đúng không nào? Tác giả sinh ra và lớn lên ở một miền quê, ba bể bốn bên là nước, cho nên tình quê đã thấm đẫm vào tình cảm của chàng trai miền biển, để khi đi xa thì chàng trai ấy luôn hồi tưởng nhớ nhung ra giết. Chúng ta sẽ thấy rõ, tác giả hồi tưởng và nhớ về quê hương qua các cảnh như là cảnh dân trái bơi thuyền đi đánh cá và cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cảnh trước tiên đó là cảnh ra khơi đánh cá kèm thấy rõ là biển cà thì không phải lúc nào cũng bình yên mà có lúc bão rông nhưng tâm hồn tác giả vẫn hướng chọn cho hình ảnh về một ngày bình yên sáng đẹp đó phải chăng là một biểu hiện của tình yêu quê hương trong mỗi người chúng ta hay sao chúng ta luôn lưu giữ những hình ảnh tươi đẹp nhất trong sáng nhất về quê hương hình ảnh quê nhà thực sự là nơi neo đậu yên ổn cho những người con xa xứ Chúng ta thấy qua câu thơ nói về cảnh ra khơi này đã thể hiện rất rõ phong cảnh thiên nhiên ở đây trong sáng, khoáng đạt và đó là điều kiện thuận lợi đầu tiên để có thể ra khơi. Tiếp theo chúng ta thấy hình ảnh con người kết hợp với hình ảnh thiên nhiên ở câu thơ sau. Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Thời gian để mọi người ra khơi thì chúng ta thấy rất rõ, đó là thời điểm sớm mai hồng một thời điểm lý tưởng và cũng như là khởi đầu của một ngày mới. Tôi cũng đã dự báo được buổi ra khơi của ngư dân ở đây sẽ rất là thuận lợi với thời tiết ủng hộ như thế này. Không gian thì chúng ta thấy thể hiện rõ qua những từ như là trời trong, gió nhẹ, một không gian tươi sáng, đẹp đẽ và trong lành. Trong bức tranh không gian ấy, chúng ta thấy được hình ảnh con người ở đây, những con người khỏe mạnh, vạm vỡ, mang vẻ đẹp của biển cả thể hiện qua cụm từ trai tráng. Như vậy là qua cách miêu tả cảnh, tác giả đã gợi lên chuyến ra khơi bội thu, gặt hái những con cá tươi ngon nhất nhờ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có được ba yếu tố đó kết hợp lại với nhau thì thật là tuyệt vời đúng không nào? Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cho cô hình ảnh chiếc thuyền qua câu thơ như sau: Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Chúng ta thấy cách dùng từ của tác giả khi miêu tả về chiếc thuyền qua biện pháp tu từ so sánh. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, rồi những động từ mạnh như là phăng, vượt. Các em có thể thấy cách dùng từ mang rõ ẩn ý của tác giả. Chỉ với hai câu thơ thôi nhưng mà tác giả sử dụng cả biện pháp tu từ so sánh, biện pháp tu từ hoán dụ và một số động từ mạnh. Từ đó đã thể hiện nhấn mạnh được khí thế lao động hăng say sức mạnh khỏe khoắn của người dân làng trài đúng không nào? Và không chỉ dừng lại ở đó, hình ảnh về quê hương, về những buổi ra khơi còn tạo cho tác giả một ấn tượng sâu đậm mỗi khi nghĩ về, đó chính là hình ảnh cánh buồm. Tác giả đã ưu ái dành riêng cho cánh buồm những câu thơ để viết về nó như sau. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, rướn thân trắng bao la thâu gốc gió, Tác giả lại tiếp tục sử dụng biện pháp tu từ so sánh cánh buồm so sánh với mảnh hồn làng. Chúng ta hãy dành ít phút để suy nghĩ xem, cách so sánh này có thực sự độc đáo hay không? Cánh buồm là thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt, đúng không nào? Nhưng mảnh hồn làng lại là một vật vô hình, chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim của mình thôi. Như vậy cách so sánh độc đáo ở đây đó chính là, là so sánh giữa cái hữu hình với cái vô hình bên cạnh đó mảnh hồn làng còn là hình ảnh ẩn dụ vừa là biểu tượng cho linh hồn của làng trài vừa là động lực cho người ra khơi có thêm khí thế có thêm sức mạnh và ý chí để hoàn thành cái công việc ra khơi trong ngày của mình và mảnh hồn làng ấy còn là hình ảnh ẩn dụ để gửi gắm niềm hy vọng của những người ở nhà mong một chuyến ra khơi bình yên gặt hái được nhiều thành quả. Và khi tác giả kết hợp với những động từ mạnh như là dương, thâu, rướn thì chúng ta thấy là nó đã thể hiện được sự chủ động, mạnh mẽ, dẻo dai, thách thức của đoàn thuyền trước biển khơi. Biển khơi dù có rộng lớn, bao la, mênh mông bát ngát đến nhường nào, nhưng nó cũng không thể đánh gục được sức mạnh, tinh thần ý chí của con người. Và chúng ta thấy ở đây còn có cả biện pháp nhân hóa ẩn hiện trong những câu thơ này. Cánh buồm được nhân hóa có hành động suy nghĩ giống như con người. Như vậy, con thuyền là thành viên thân thuộc gần gũi của người dân làng trài, đã và đang góp phần vào công cuộc lao động miệt mài của những ngư dân trên biển cả. Hình ảnh cánh buồm thì đã trở thành hình ảnh biểu tượng trong hồn thơ của nhiều thi nhân. Nguyễn Du từng viết, buồn trong cửa bể chiều hôm, Huyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Nguyễn Bình thì có tiếp nối với hình ảnh cánh buồm qua câu thơ: Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Và cánh buồm trong thơ của Tế Hanh đã trở thành biểu tượng linh hồn của quê hương. Để sau đó, thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, thì tác giả đã tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Như vậy xa quê hương tâm trí tác giả nhớ mãi những hình ảnh một buổi lao động miệt mài của những người dân quê nhà đầy khí thế đầy mạnh mẽ và đầy hào hứng hình ảnh ấy đã dệt thành một bức tranh tươi đẹp và sống động và nhà thơ đã gửi về cho làng trài quảng ngãi của mình và chúng ta sẽ thấy nó còn thể hiện được tình yêu trong trẻo của nhà thơ hướng về quê hương Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với không khí tươi vui, náo nhiệt, rộn rã tiếng nói cười của những ngư dân trong cảnh thuyền về bến ở mục C. Hình ảnh con người sau chuyến ra khơi vẫn tiếp nối với hình ảnh trước đó. Chúng ta thấy mặc dù là khi đoàn thuyền trở về thì những người ngư dân ở trên biển cả vẫn mang được cái vẻ đẹp rắn chắc khỏe mạnh khi trở về nhà, với làn da ngâm rám nắng, thân hình thì nồng thở vị xa xăm. Như vậy, họ xứng đáng là những đứa con của biển, luôn luôn mạnh mẽ, cố gắng vượt qua những cơn sóng dữ dội của biển cả để có thể trở về một cách an toàn. Và tác giả đã gợi lên cho chúng ta hình ảnh con thuyền qua biện pháp nghệ thuật nhân hóa, thuyền giống như là con người trầm tư, thư giãn và cũng cần phải nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Các em có thể quan sát cho cô chi tiết ở phần phân tích như sau. Hình ảnh con người đó là hình ảnh gắn với những cụm từ da ngâm rám nắng đó là vẻ đẹp khỏe khoắn trong công cuộc mưu sinh vất vả vật lộn với biển khơi bao la tiếp theo con người còn được thể hiện bởi cụm từ nồng thở vị xa xăm đó là mùi vị của biển cả mùi vị mặn chát của mồ hôi lao động và cũng là mùi vị của thành quả lao động mà con người đã miệt mài trong suốt một ngày như vậy hình ảnh con người được tác giả gắn với công cuộc lao động rất hăng say, miệt mài. Và không thể không nhắc tới hình ảnh con thuyền, bởi con thuyền và những người ngư dân giống như là những người bạn thân thiết, gắn bó hài hòa với nhau, tôn lên vẻ đẹp cho nhau. Chiếc thuyền sau một ngày, im bến mỏi trở về nằm, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Như vậy tác giả đã sử dụng đồng thời hai biện pháp tu từ, đó là biện pháp nhân hóa và ẩn dụ nhân hóa thể hiện ở việc đó là tác giả cho chúng ta thấy được con thuyền đã giống như một người dân làng trài, cũng biết mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Bên cạnh đó, biện pháp ẩn dụ, chuyển đổi cảm giác thì đã cho chúng ta thấy được sự chiêm nghiệm về cuộc đời, tạo ra sự khỏe khoắn của con thuyền theo thời gian. Con thuyền cũng giống như những người ngư dân, bền bỉ, kiên trì, cố gắng, vật lộn với biển cả để có được cuộc sống mưu sinh và có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống thường ngày. Tất cả đều tô lên một hình ảnh đẹp đẽ, đáng trân trọng sau công cuộc lao động vất vả. Như vậy chúng ta thấy là Hoài Thanh đã đúng khi mà nhận xét về Tế Hanh, bởi Tế Hanh đã ghi lại được đôi nét thần tình trốn quê hương với một tình yêu quê hương ra diết trong lòng. Và Tế Hanh cũng có những cách cảm rất riêng, lắng sâu về quê hương của mình Cảnh thuyền về bến chúng ta thấy là một cảnh vô cùng tấp nập, náo nhiệt và nó cho thấy được cái không khí tươi vui rộn rã của mọi người sau một ngày lao động miệt mài vất vả, đầy căng thẳng và cũng là thời điểm mọi người vui vẻ để nhận được cái thành quả của mình sau một ngày vất vả trên biển khơi. Bài thơ quê hương không chỉ đơn thuần gợi nhắc những kỷ niệm về quê hương, những kỷ niệm luôn nằm sâu trong trái tim và tâm hồn của nhà thơ mà bài thơ quê hương còn gọi lên được nỗi nhớ quê hương, da diết, sâu lắng, cồn cào của nhà thơ. Khoảng cách địa lý đã làm cho nhà thơ nhớ quê hương da diết và ông đã dùng những phần thơ của mình để thể hiện cảm xúc ấy. Nỗi nhớ quê hương ở đây gắn với các hình ảnh như là nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi. Và nỗi nhớ còn gắn với cái mùi nồng mặn của quê hương. Chúng ta cùng để ý cho cô. Mùi nồng mặn ở đây đó là mùi của biển, của nắng, của gió. Mùi mồ hôi trên vai áo của những ngư dân. Mùi nồng mặn còn là hương vị đặc trưng của quê hương nữa. Và chúng ta hãy cùng quan sát cho cô một số định hướng phân tích cho mục 2 nhỏ. Cũng là nội dung cuối cùng khép lại văn bản thơ, đó là nỗi nhớ quê hương của nhà thơ. Bốn câu thơ cuối Nay xa cách, lòng tôi luôn tưởng nhớ màu nước xanh, cá bạc chiếc buồm vôi. Thoáng con thuyền dễ sóng chạy ra khơi. Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Nỗi nhớ ở đây gắn với màu nước xanh, với cá bạc, với chiếc buồm vôi. Nỗi nhớ còn gắn với con thuyền, mùi nồng mặn. Đó là hình ảnh đặc trưng của làng trài. Gam màu được sử dụng để nói về nỗi nhớ rất ăn ý hài hòa với nhau đúng không nào? Đó là những gam màu sáng, lạnh với cụ thể màu xanh, màu bạc. Nó còn tô lên được một vùng không gian rất là khoáng đạt, rộng lớn trong trí nhớ của tác giả. Câu thơ cuối cùng là câu cảm thán đã nhấn mạnh được nỗi nhớ da diết hương vị của biển cả. Đó còn là sự trân trọng, biết ơn thiên nhiên, mẹ thiên nhiên đã trao tặng cho con người một nghị lực phi thường, một sức khỏe thể chất để có thể vượt qua trùng khơi sóng biển để vượt qua được những thách thức của biển cả và con người đã nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Những câu thơ cuối chúng ta còn có thể liệt kê thêm một biện pháp nữa đó là biện pháp liệt kê nó đã thể hiện xoáy sâu vào cái nỗi nhớ quê hương da diết cháy bỏng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần 4 lớn, tổng kết những giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản thơ. Các em có thể quan sát cho cô sơ đồ tư duy ngắn gọn như sau. Về nội dung, bài thơ quê hương đã gợi lên một bức tranh quê hương tươi sáng trong lành và từ đó thể hiện tình cảm, da diết của tác giả đối với quê nhà. Về đặc sắc nghệ thuật, chúng ta thấy là sử dụng những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, nhân hóa rất là đặc sắc. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng từ ngữ điêu luyện, giọng văn thì giản dị và trong sáng. Chuyển sang phần cuối cùng là phần năm lớn, củng cố mở rộng. Ở trong phần này, cô có một nhiệm vụ dành cho các em để củng cố thêm kỹ năng và cách để chúng ta làm bài. Đó chính là yêu cầu viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu, nêu cảm xúc của em về hình ảnh con người hoặc thiên nhiên mà em ấn tượng nhất trong văn bản quê hương của Tế Hanh. Chúng ta thấy là yêu cầu này không hề đánh đố chúng ta về năng lực làm bài. Tuy nhiên, chúng ta cần có kỹ năng phân tích đề và định hướng làm sao để cho nó đúng sát với yêu cầu của đề để tránh mất điểm. Hãy lưu ý cho cô một số điều như sau: các em có thể chọn bất kỳ hình ảnh nào mà bản thân mình ấn tượng nhất trong văn bản quê hương, chỉ cần là liên quan đến con người hoặc là thiên nhiên. Và khi viết thì chúng ta nhớ là tất cả các câu văn trong đoạn văn chỉ tập trung xoay quanh hình ảnh đó mà thôi. Chúng ta không đánh lạc hướng hoặc là không lan man sang những hình ảnh khác nữa. Các em có thể lựa chọn định hướng như sau, câu mở đầu đó là giới thiệu hình ảnh mà em ấn tượng nhất. Các câu tiếp theo thì chúng ta đi bộc lộ cảm xúc về hình ảnh. Bằng cách chúng ta trả lời những câu hỏi như là tại sao mà mình lại ấn tượng với hình ảnh đó, rồi hình ảnh đó đã gợi cho chúng ta điều gì. Rồi đến câu kết đoạn thì chúng ta sẽ rút ra cho cô bài học mà chúng ta cảm thấy ý nghĩa nhất thông qua hình ảnh. Cần lưu ý cho cô nữa đó là về dung lượng của đoạn văn phải đảm bảo yêu cầu chỉ từ 5 đến 7 câu mà thôi. Cô biết là có rất nhiều bạn chúng ta sẽ viết được dài, viết được nhiều bởi vì cảm xúc của chúng ta nó sẽ phong phú, thế nhưng chúng ta vẫn phải biết kết hợp hài hòa giữa cảm xúc và giữa lý trí để chúng ta làm sao mà làm đúng yêu cầu của đề, chúng ta không bị mất điểm. Hy vọng rằng câu hỏi trong phần củng cố mở rộng này sẽ giúp cho chúng ta củng cố thêm kỹ năng và kiến thức liên quan đến bài học cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi thông qua bài học này cô hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn nhận lại về bản thân mình liệu mình đã biết trân trọng khoảng thời gian sống ở quê hương hay chưa và liệu mình đã có sự cố gắng hết mình để có thể góp một phần công sức trong việc xây dựng quê hương giàu đẹp hay chưa về nhà các em hãy chú ý đọc kỹ lại văn bản và sau đó thì tham khảo thêm một số đề bài khác để chúng ta có thể thực hành kỹ năng viết văn liên quan đến tác phẩm đọc đầu tiên này Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về rách. Sự chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt